Nghe tiếng nổ lớn, người dân sống gần bãi xe trên đường Suối Nội, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh chạy đến thì phát hiện ngọn lửa đã lan sang nhiều ô tô, cột khói bốc lên rất cao như tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 5 tại một bãi xe tư nhân rộng khoảng 360m². Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Củ Chi đã điều động 5 xe chữa cháy và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập tắt đám cháy. Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, có 2 xe khách giường nằm, 3 xe 16 chỗ, 1 xe 30 chỗ, 1 xe bán tải, 1 xe tải nhỏ và một số tài sản của nhà xe cũng như một phần nhà bên cạnh bãi xe bị cháy, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng và không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.